Ồ hô, các em có thích cướp biển Kha không? Sẵn sàng cho cuộc truy tìm kho báu chưa? Nếu thành công, chúng ta sẽ có một kho báu. Các em đang tìm gì vậy? Là bản đồ kho báu. Trong đó nói gì vậy, Sunny? Vậy bản đồ nói các em tới đây à? Thật là bí ẩn làm sao. Nhìn các em kìa, thật sự rất giống hải tặc. Ahoy, Billy. Vậy là bạn cũng tham gia vào cuộc săn tìm kho báu sao? Nếu muốn đào kho báu, các bạn phải cần một cái xẻng. Làm tốt lắm các em. Tốt lắm, đã tìm thấy kho báu bị chôn giấu rồi. Bắt đầu đào nào. Đừng sợ các em, anh chắc đó không phải là ma thật đâu. Hắn chỉ muốn ăn cắp kẹo của các em thôi. Trời, thật là một kho báu tuyệt vời. Và một chuyến phiêu lưu rất thú vị. Cảm ơn Kha, cảm ơn Billy. Nhìn kìa các em, con diều đẹp quá. Hãy thử làm nó bay lên đi. Đừng bỏ cuộc nhanh vậy chứ. Chắc chắn các em có thể làm được mà. Ý hay lắm, Chili. Cách này sẽ được đó. Sắp được rồi. Các em đừng bỏ cuộc nha.
Hả? Nhìn kìa, Sunny nói đúng, con diều bị thủng một lỗ lớn rồi. Lắm các em, anh biết các em có thể làm được mà. Julie tội nghiệp không được khỏe rồi. Các em giúp em ấy nhé. Các em phải đeo khẩu trang để không bị nhiễm bệnh từ Julie. Là nhịp tim của em, Julie à. Đừng tới sát Julie quá, Berry à. Tốt lắm. Hãy luôn dùng khăn giấy. Không phải kẹo, Berry. Đó là thuốc. Có thứ dành cho em và Sunny nè. Phải rửa tay trước. Và không được tới gần Julie tới khi em ấy khỏi bệnh. Quang hô, Julie khỏe rồi. Đó là nhờ em ấy nằm trên giường, ăn rau củ và giữ ấm cho cơ thể. Chào các em, đang chơi trò lính cứu hỏa à? Các em có muốn xem lính cứu hỏa thật sẽ làm gì không? Chào Friend, bạn có thể dạy các bé những gì bạn biết không? Friend, các em, có người cần chúng ta tới công viên giúp đỡ. Ah.
Hey. Một vụ nữa sao? Ôi không, lửa đang lan ra. Hey, ý hay lắm Sunny. Các em tính làm gì vậy hả? Coi chừng gặp rắc rối bây giờ đó. Các em muốn dùng sơn màu vàng đúng không? Em muốn dùng sơn màu xanh biển đúng không? Đúng rồi Barry, nếu Tim thức dậy thì tất cả các em sẽ gặp rắc rối đó. Phía sau kìa mấy nhóc. Chà mạnh lên nữa các em. Và lần tới đừng gây rối nữa nha. Ừ.
Hôm nay có chương trình biểu diễn tài năng của thành phố xe hơi. Hãy nhìn đám đông kìa. Wow, Jerry tân bóng hay quá. Ai muốn giúp Barry làm ảo thuật nào? Lạ thật. Barry đâu mất rồi? Là tuyệt vời. Cảm ơn các em. Chào các em. Có chuyện gì vậy? Đúng rồi. Cái cây này không đẹp chút nào. Sao chúng ta không tìm cây khác nhỉ? Tốt lắm. Nhưng mà cây này hơi nhỏ. Các em có nghĩ vậy không? Chà, các em, cây này to thật đó. Nhưng làm sao mang nó về được đây? Cũng được các em à. Nhưng cây này to quá. Hãy tìm cây khác có kích cỡ vừa vặn đi.
cây này nhìn hoàn hảo đó Sunny, giỏi lắm. Nè Edna, bạn có thể giúp tụi mình một tay không? Được rồi, nào. Bây giờ tập trung nha các em. Hãy đưa cây này về thị trấn nào. What do you want? What do you want?